Dạ, Sunny Đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 5 2022. Sunny đang đứng ở phi trường Tân Sơn Nhất. Đây là một cái khu vực đón taxi cho những người đi trong nước. Thì với video clip này, Sunny sẽ cập nhật tình hình của phi trường Tân Sơn Nhất ngày hôm nay gửi anh chị và các bạn, gồm có hai phần trong nước và cái phần thứ hai là đi nước ngoài. Gửi anh chị nha. Đây là những người chuyến bay đáp xuống phi đạo và tới đây đón taxi anh chị cho chuyến hành trình. Đây là những cái nơi mà người ta thuê xe, đặt xe, rồi sim 4G, xe taxi. Rồi chúng ta đi nha. Rất là vui gặp lại anh chị và có rất là nhiều tin vui để gửi tới anh chị và các bạn. Đây là cái khu đặt taxi đây. Mọi người thì khu taxi. Đón taxi rất là đông. Thôi. Khu vực ga đến của những chuyến bay trong nước. Rồi mình sẽ đi vòng vòng. Rồi tới bên nước ngoài đó thì Sunny sẽ cập nhật một số thông tin gửi anh chị nha. Đây những người đi trong nước nè anh chị. Ở đây thì có bán thức ăn rồi cà phê đầy đủ. Đây, những đoàn khách đi trong nước đây. Thời tiết Sài Gòn thì hôm nay thì mát anh chị, dịu mát. Giờ nhiều mây, bây giờ thì khoảng 11 giờ anh chị ha. Ngày xưa thì trong nước thì còn hạn chế anh chị, nhưng mà bây giờ thì mở ra hết rồi, hoàn toàn. Đi từ tỉnh này qua tỉnh kia thì không còn phải xét nghiệm gì cả. Đây cảnh thì phi trường Tân Sơn Nhất rất là nhộn nhịp. Đây, khách tới trong nước đây anh chị, rất là đông người đến và người đón. Cái khu vực này, khu vực ga đến. Thank you.
trong nước nha anh chị ha. Mấy bữa thì Sunny có đi Quy Nhơn, Phú Yên, một cái tour đó thì có một vài comment nói rằng Sunny ơi, đi trong tỉnh thì có bị xét nghiệm gì hay không? Thì Sunny cũng xin thưa là hoàn toàn không có xét nghiệm gì cả nha anh chị. Hoàn toàn. Những chuyến xe chở người ta tới anh chị và vào bắt đầu bút vé, gửi hành lý và kiểm tra hải quan. Đó là chúng ta có một cái hành trình đi đây đi đó ở Việt Nam. Đây là cái khu vực ra trong nước nha anh chị. Bây giờ thì Sunny cũng muốn mời anh chị đi tới bên nước ngoài. Thì tới bên nước ngoài gồm có hai khu. Ở dưới đất là đến và ở trên là đi, thì Sunny sẽ cập nhật gửi tới anh chị nha. Nhìn thấy trong nước thì anh chị thấy mọi việc diễn ra cũng rất là bình thường, đây là một cái tín hiệu cũng rất là vui anh chị. Rồi thôi chúng ta đi nha. Cái hướng này thì đi bên quốc tế. Và nhân đây cũng cập nhật cho anh chị đối với bên quốc tế, những cái người nhập cảnh vào Việt Nam thì bây giờ chính thức là không còn xét nghiệm gì nữa anh chị ha, không còn test nhanh, nói chung là mở cửa hết nứt luôn để kích cầu du lịch. Điều đó cũng rất là vui. Những cái chuyến bay quốc tế đưa khách du lịch về Việt Nam để đi du lịch thăm thú, và đặc biệt thứ hai kiều bào thì bây giờ cũng có thể về Sài Gòn rồi anh chị, đi du lịch thăm thân hoặc là đi công việc vân vân và vân vân. Với thời gian trước thì thực sự thì rất là khó khăn, rất là lo lắng, nhưng mà hiện tại là tình hình dịch bệnh ở thế giới tạm lắng lại. Nên chính vì kích cầu du lịch và thế là đi nước ngoài hoặc là đi trong nước thì thoải mái rồi anh chị. Điều này cũng rất là vui. Những thành phố, đặc biệt những thành phố cốt yếu là phát triển ngành du lịch như là Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Phú Yên, những cái tỉnh miền Trung, Đà Nẵng, vân vân và vân vân. Nói chứ gì thì nói anh chị, khi mà có khách du lịch thì người dân thì sẽ đỡ khổ hơn anh chị. Ngành du lịch mà không có ngành du lịch thì anh chị thấy không, những cái hình ảnh mà Sunny ghi nhận ở trung tâm quận nhất như thế nào. Nhưng mà cũng xin thưa với anh chị, bây giờ trung tâm quận nhất bắt đầu là hồi sinh rồi, tất cả dịch vụ được mở ra, và Sunny thấy đâu đó những cái đoàn khách nước ngoài rồi, thoải mái anh chị, rất là vui và thoải mái. Đây là bên quốc tế ra đến nha anh chị ha, một chuyến bay rất là dài,
quá cảnh nơi này nơi kia và đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Và cái cảnh ngày xưa chưa có mà giãn cách, chưa có dịch bệnh thì anh chị thấy một người về nước thì ôi thôi cả gia đình ra đón, cái tình cảm là vậy anh chị, tình cảm của người Việt là vậy. Ở đây thì mình có những cái chuyến xe taxi nè, và Sunny để ý đó thì ở đây là có xe bus để đi các quận, và đặc biệt là có xe, những cái xe limousine, xe 50 mấy chỗ ở đi Vũng Tàu anh chị, nên nếu mà đi Vũng Tàu thì rất là thuận tiện, có xe lớn để hành lý cũng dễ dàng. Theo Sunny nghĩ thì khi mà đi du lịch ở Việt Nam thì anh chị đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, sau đó thì mình sẽ thay vì mình đi tỉnh khác, mình qua bên ga trong nước mua vé, thay vì đó thì mình sẽ lên taxi, mình book một khách sạn ở trung tâm quận nhất đó, mình ở một đêm rồi đi ăn, sau đó thì book vé để đi các tỉnh thành quê hương của anh chị bên trong nước và bên quốc tế. Anh chị thấy quốc tế bắt đầu có tín hiệu, vui là anh chị ha, bà con kiều bào về cũng lác đác rồi. Và bây giờ không còn xét nghiệm gì nữa anh chị ha, mở cửa hết, hết cỡ luôn. Chứ thì trước thì cái này thông báo của chính phủ ngày 15 tháng 5 đó anh chị. Nhưng kỳ trước thì ôi thôi sợ lắm, đi thì không biết sao, lo lắng đó anh chị. Đây, đây bà con đón về đó. Đó, xếp hàng chụp hình, một tấm hình lưu niệm. Thì thấy vui không? Ở đây là một số cái lịch trình, một số chuyến bay. Đài Loan, Tokyo, Osaka, Seoul, Tokyo, Singapore, nó nhảy rồi, Tokyo, Manila, Hồng Kông, Phnom Penh, rất là nhiều chuyến bay anh chị, Bangkok, đó, những chuyến bay là thông báo là những chuyến bay đến mấy giờ. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là ca booking, hoặc là ở đây taxi thì giá cả cũng rất là ổn định anh chị, và bán sim 4G. Và đây là cái cảnh mà Sunny cũng rất là vui gửi anh chị đây. Mọi người về cái cảnh nhộn nhịp. Ngày xưa thì ngại ngùng, bây giờ thì thoải mái rồi, vui rồi. Thank you.
những cái cảnh Tây Bắc mặt mừng sau khoảng thời gian xa cách. Và đây là những người chờ đợi thân nhân. Tất nhiên là nó không còn, nó không không giống như xưa anh chị, nhưng mà như thế này là cũng cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Cốt yếu là những chuyến bay Tokyo, Seoul về đông anh chị. Đây là những chuyến bay quá cảnh. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi lên lầu. Cái này nơi đến và chúng ta sẽ tới nơi đi nha anh chị ha. Đó. Đối với bên trong nước hồi nãy thì xuất phát từ đầu video đó là taxi, đón taxi. Còn đây thì cũng có taxi anh chị, giá cả niêm yết rõ ràng lắm. Sunny thì cũng có thực hiện một vài các clip mà trong quá trình mà giãn cách đó anh chị. Trời ơi, vô đây buồn lắm. Lầu 1 khu vực đón tiếp khách. Rồi, chúng ta đi vào bên trong nha anh chị. Cái đây là một con đường để chúng ta đi tới ga đi. Thì còn vài tháng nữa thôi, với tình hình dịch lắng dịu như thế này thì ga sẽ, những cái sân bay phi trường thì sẽ rất là đông đúc. Đây là cái khu vực mà ngày xưa đó có nhà hàng, sau đó thì buôn bán ế quá, thế là trở thành một cái nơi test nhanh để cho những cái ca nhập cảnh. Nó cũng còn vắng anh chị. Đây là nơi mà những cái plan để nhận hành lý anh chị. Chưa bao giờ mà thấy phi trường Tân Sơn Nhất lại buồn như thế anh chị. Nhưng mà mình phải hy vọng anh chị, hy vọng. Một phần nữa thì đây là không phải là mùa du lịch. Ở dưới mà những cái khu vực nhận hành lý thì vắng quá.
sẽ đi lên gà đi để coi gà đi gà như thế nào. Ở đây rất là dễ bố trí rất là nhiều cái tivi để thông báo chuyến bay nào đã đáp xuống mấy giờ. Rồi mình sẽ lên trên. Đây là Sunny đang đứng ở trên cái tầng gọi là đưa tiễn. Thì đối với người thân nhân thì đi vào check in, gửi hành lý, phòng vé hành gì. Rồi vô trong kia kiểm tra hải quan đằng xa xa. Thì đối với cái nhìn này thì anh chị thấy cũng một phần nào đó anh chị ha. Đó, nó vắng quá. Nó khác xa những cái gì ngày xưa. Đó, chỗ cái phòng đưa tiễn nè. Thì đâu có ai đâu. Khu vực này thì cũng có một số ít. Đây là chỉ có một số ít thôi. Chỉ vỏn vẹn thì nhiêu đây thôi anh chị. Này là đi nè. Sau khi gửi hành lý, lấy vé máy bay, rồi kiểm tra hải quan, rồi ra máy bay, đây là máy bay cất cánh. Với cái cảnh này anh chị cũng hình dung. Rồi, bên đây thì trong quắt, nhìn thấy buồn. Nhớ những chuyến bay ngày xưa mà Cindy đi nước ngoài, trời ơi đây nó đông, ơi là đông. Còn ở trên đây đưa tiễn thì ôi thôi, người nhà, bà con vẫy tay. Ở dưới vẫy tay lên, ở trên đây vẫy tay xuống. Những cái nơi mà test nè, test Covid đó. Đây là cái khu vực test Covid nè. Nhưng mà bây giờ thì bỏ test rồi anh chị. Thường thường người ta thì có, ta đi đó thì nó có một xe hơi chạy lên cái cầu vượt. Còn mình muốn là tham quan, dẫn anh chị tham quan thì mình sẽ đi như thế này. Đó. Nè. Anh chị. Đây là khu vực test nè. Cái khu vực hồi nãy là mấy bữa trên đây đi đó. Thì có bàn ghế test rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì anh chị thấy ta dọn hết rồi. Đây. Đây, khu vực là đi. Đến có vẻ đông hơn. Đi có vẻ vắng quá.
nhìn thấy bỏ cái xét nghiệm test thì vui, nhưng mà nhìn thấy phi trường như thế này thì cảm thấy buồn. Nó vắng hơn xưa nhiều quá. Đây là những người chuẩn bị đi đây. Những chuyến bay ở đây là Melbourne Úc nữa, chuẩn bị đáp nè, Sydney, những chuyến bay thẳng đến gì Sydney, Melbourne, chuyến bay San Francisco nữa kìa, chuẩn bị đáp luôn. Của hãng Việt Nam Airlines. Đi chuyến đi anh chị, đây là chuyến đi. Còn các bạn kia là chuyến đến. Sorry anh chị. Đó cái bảng nè. Chuyến đi cái cảnh này buồn quá. Đó là một vòng mà Sinh Hy muốn cập nhật cái tình hình phi trường Tân Sơn Nhất gửi anh chị và các bạn, để chúng ta hình dung phi trường Tân Sơn Nhất ngày hôm nay như thế nào, gồm trong nước và quốc tế đi và đến nha anh chị ha. Rất là vui thực hiện cái clip này. Còn cái chuyện trường hợp bỏ test là một cái thông tin rất là vui là anh chị. Rất là vui và hy vọng rằng mọi chuyện ngành du lịch sẽ tưng bừng trong mùa hè sắp tới. Thì khi mà tưng bừng như thế thì người dân thì sẽ đỡ khó khăn hơn anh chị. Chứ nhiều lúc mà vắng vẻ rồi không có khách du lịch thì buồn lắm, cuộc sống nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là bà con kiều bào đi tới đi lui thì dễ dàng. Khi mà nhiều lúc mình có một cái nhu cầu đó anh chị, nhưng mà đôi khi thì không đi được. Nhưng mà bây giờ thì mở hết nóc luôn, hết nứt luôn, không còn hạn chế gì cả. Điều đó là tín hiệu cũng rất là vui.
Và tới đây thì Cindy cũng rất là vui thực hiện cái clip này để cập nhật tình hình. Thân ái mến chào anh chị. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh, hoặc là chia sẻ cái clip này đến với mọi người mà chưa biết kênh Cindy. Thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo của Cindy Đọt. Bye bye anh chị. Hẹn gặp lại. Bye bye.